Đây buổi ăn sáng của vợ chồng mình đây. Cái này là một muỗng mè mè trắng, một muỗng mè đen và hạt muỗng hạt lanh. Cái này là nha đam. Còn này là nước ép cà rốt, khóm, gừng nghệ, dưa chuột. Còn này là rau cần, chuối, lê. Cái này là ớt chuông, bắp cải tím và một một tí bột bột tảo biển nha cả nhà, mình sẽ sinh tố nha cả nhà. Lấy này nha đam nè, mè trắng, mè đen và hạt lanh. Này là một một tí bột tảo biển, mình nó dính vô đây. Cái ly luôn. Ngò, rau cần, bắp cải tím, chuối, chuối mình đông lạnh nha cả nhà. Cái này là lê, ớt chuông. Để nước ép vô, mình xay sinh tố một cả nhà. Đây, mình xay rồi đây cả nhà ơi, mời cả nhà ăn sáng với vợ chồng mình rồi nha. Mời cả nhà ăn sáng nha.